Xin chào tất cả các thầy cô cùng các em. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài Nỗi thương mình trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu vị trí của đoạn trích. Đoạn trích từ câu 1229 đến câu 1248. Nó nằm ở phần khi mà Mã Giám Sinh đã đưa Kiều về đến nhà chiếu của Tú Bà, thì Kiều đã quyết liệt chống trả mọi âm mưu biến nàng thành kỹ nữ. Nhưng cuối cùng thì nàng lại rơi vào bẫy của Tú Bà và buộc phải ra tiếp khách. Đoạn trích đã tả lại tình cảnh trớ trêu mà Kiều gặp phải và nỗi niềm thương thân số phận của Kiều trong thời điểm này. Ở đây chúng ta sẽ bước sang phần 2, tìm hiểu văn bản. Ta thấy là văn bản này có thể chia làm hai phần rõ rệt. Bốn câu đầu miêu tả lại tình cảnh trớ trêu của Kiều và phần còn lại miêu tả tâm trạng, nỗi niềm của nàng. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần 1, tình cảnh trớ trêu của Kiều. Nó được tái hiện trong 4 câu thơ. Biết bao bướm là ong lơi, cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm. Dập dìu lá gió cành chim, sớm đưa tống ngọc, tối tìm trường khanh. Tuy là một đoạn thơ ngắn nhưng ở đây tác giả đã sử dụng rất nhiều các biện pháp nghệ thuật khác nhau. Đầu tiên phải chỉ đến biện pháp ước lệ. Ở đây tác giả đã liên tục sử dụng 3 hình ảnh ước lệ: bướm là ong lơi, lá gió cành chim, tống ngọc và trường khanh. Bướm là ong lơi ở đây chỉ bướm ong, nhưng thực ra là để chỉ những người hiếu sắc. Và bướm là ong lơi, nguyên văn là bướm ong lơi là, được tác giả tách ra làm hai vế đối lập nhau để diễn tả sự xuồng xã đùa cợt của khách làng chơi. Lá gió cành chim cũng là một điển tích điển cố, nói về sự tiếp khách của người kỹ nữ với khách phố phương. Nó được lấy trong hai câu cổ thi: cành đón gió, cành đón chim nam bắc, lá đưa gió lại qua. Còn Tống Ngọc và Trường Khanh là hai nhân vật nổi tiếng ở trong điển tích điển cố xưa của Trung Quốc. Tống Ngọc là một tác giả nổi tiếng về thể phú thời Chiến Quốc, trong đó có dài Phú Cao Đường. Trong bài Phú đó thì Tống Ngọc kể chuyện tiên vương nước Sở Chiêm Bao gặp thần nữ núi Vu Sơn, sáng làm mây, chiều làm mưa. Trong văn cảnh câu thơ, Tống Ngọc chỉ loại khách chơi phong lưu. Còn Trường Khanh là tên tự của Tư Mã Dư Nhi, văn sĩ đời Hán, người đã từng dạy khúc nhạc Phượng Cầu Kỳ Hoàng, Chim Phượng Tìm Chim Hoàng, để quyến rũ Trắc Văn Quân, một quả phụ xinh đẹp nổi tiếng. Ở đây Trường Khanh dùng cũng để chỉ loại khách ăn chơi phong lưu. Vậy ba hình ảnh ước lệ ấy có tác dụng gì? Chúng ta thấy ba hình ảnh ấy có phần tả thực tình cảnh Thúy Kiều và khung cảnh chung của Lồng Xanh. Tuy vậy thì vẫn đảm bảo sự tôn trọng Thúy Kiều. Việc dùng điển tích làm ý thơ tả thực mà vẫn trang trọng, tránh đi vào cụ thể chi tiết làm nên hiện thực xấu xa của Lồng Xanh. Bên cạnh đấy thì tác giả còn dùng biện pháp đối, gồm có tiểu đối trong cụm từ bướm là ong lơi, lá gió cành chim. Ở đây ta thấy một cụm từ đã được biến hóa thành ngữ bướm ong lơi là. Nếu mà bây giờ chúng ta sử dụng đúng thành ngữ này thì ý nghĩa vẫn được đảm bảo, song không có sự nhấn mạnh. Nguyễn Du đã đảo thành hai hình ảnh đối nhau nhằm tô đậm hoàn cảnh của Kiều, đó là hoàn cảnh không được gặp những điều tốt đẹp và những hoàn cảnh ấy lại cứ lặp đi lặp lại. Đồng thời ở đây thì ta thấy tác giả còn sử dụng cả tiểu đối trong câu và đối giữa hai cặp câu. Cụ thể chúng ta thấy là ở đây câu 1-2 thì đối với cả câu số 3-4. Còn tiểu đối trong câu, ví dụ cuộc say đầy tháng đối với trận cười suốt đêm, sớm đưa Tống Ngọc đối với tối tìm Trường Khanh. Toàn bộ những biện pháp này cũng nhằm mô tả quãng thời gian Kiều phải sống ở Lồng Xanh, mô tả rất chân thực. Và biện pháp đối ấy làm cho quãng thời gian này trở nên dài vô tận. Ở thời điểm nào, người kỹ nữ cũng phải tiếp khách và phải tiếp nhiều loại người. Đồng thời ở đây chúng ta còn thấy tác giả sử dụng biện pháp đảo ngữ: biết bao, dập dìu. Hai từ ngữ này được đảo lên đầu câu nhằm nhấn mạnh tình cảnh nỗi đau của Thúy Kiều. Từ biết bao nhấn mạnh số lượng, còn từ dập dìu nhấn mạnh tình cảnh của tiếp khách liên miên. Qua đó thì chúng ta thấy là Kiều ở trong một tình cảnh trớ trêu, nàng phải sống ở một nơi ồn ào hỗn tạp, lơi là trái với con người nàng.
phải tiếp nhiều loại khách và tiếp liên miên. Tưởng như trong hoàn cảnh ấy, nàng sẽ quên đi con người thực của mình. Nhưng nàng có quên đi không? Chúng ta cùng tìm hiểu ở 16 câu tiếp, tâm trạng, nỗi niềm của Thúy Kiều. Tâm trạng ấy được tái hiện ở trong hai câu đầu tiên. Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Hai câu đầu ấy miêu tả hoàn cảnh thân thân của Kiều. Đấy là sau những lúc tiếp khách, có thời điểm Kiều phải ở một mình. Đó là lúc đã gần về sáng, khi đã tỉnh rượu và cảm thấy mệt mỏi. Lúc bấy giờ Kiều mới giật mình, chợt nhận ra tình cảnh của bản thân. Thời gian đêm gần về sáng là lúc con người ý thức rõ về bản thân mình. Trong câu Hồ Xuân Hương hay là trong bài Chinh Phụ Ngâm, các tác giả cũng đã dùng thời gian này để gọi lên tâm sự của mình. Và trong thời điểm đó, Kiều chỉ có một mình. Ở đây tác giả đã dùng việc từ mình, dùng ba chữ mình để nhấn mạnh sự cô đơn của Thúy Kiều. Nó cho thấy ý thức về bản thân đang trỗi dậy trong nàng. Đồng thời câu thơ có sự rất nhịp 2-4-2 nhằm diễn tả sự thay đổi trong bài thơ. Thay đổi từ khung cảnh ồn ào sang yên lặng, thay đổi trong tâm trạng của nhân vật trữ tình từ vô thức sang có ý thức về bản thân mình. Chứng tỏ trong cảnh sống màu xanh, Thúy Kiều vẫn không quên đi nỗi khổ nhục của bản thân. Ngược lại thì nàng còn ý thức rõ hơn và vì thế nỗi đau càng tăng lên. Từ đấy ta thấy bốn câu tiếp Kiều đã bày tỏ những tâm sự của mình. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Mặt sao dày gió dạng sương, thân sao bướm chán ong trường quấy thân. Ở đây ta thấy tác giả đã nói về hình ảnh phong gấm rủ là. Đó là hình ảnh ẩn dụ để chỉ sự yên ấm chinh bạc đầy đủ, và mâu thuẫn với hình ảnh hoa giữa đường. Hoa giữa đường là hình ảnh như thế nào? Đó là chỉ sự thay đổi chóng mặt trong cuộc đời của nàng. Cô gái xinh đẹp nhưng mà bây giờ không nơi nương tựa, phải làm gái lụa xanh. Ở đây hai câu thơ rõ ràng đã sử dụng phép nghịch đối nhằm nhấn mạnh sự thay đổi chóng mặt và thân phận của Thúy Kiều. Từ khi và giờ chỉ khoảng thời gian không xác định, gần với thời điểm nhân vật trữ tình nói. Dường như mọi việc vẫn đang ở trước mắt, quá khứ tươi đẹp mới thoáng qua khi chưa xa xôi. Bên cạnh đấy, hai câu thơ sử dụng biện pháp so sánh. Giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Biện pháp so sánh ở đây có một tác dụng lớn, cho thấy được hoàn cảnh bơ vơ bị coi thường của Thúy Kiều. Hai câu số 9 và số 10 còn sử dụng phép đối và tiểu đối trong cụm từ dày gió dạng sương, bướm chán ong trường để nhấn mạnh sự chán trường đau khổ đến chai lì cảm xúc của nàng. Chúng ta thấy ở hai câu 9, ở câu 10, tác giả còn sử dụng câu cảm thán với kết cấu vòng tròn, điệp lại chữ thân ở đầu và cuối câu như sự day dứt khinh ghét chính bản thân mình của Kiều. Ở đây ta thấy tác giả còn sử dụng điệp từ sao được lặp lại 4 lần. Nó làm tâm trạng của Kiều như trải dài qua các dòng thơ. Mỗi dòng thơ là mỗi lần chất vấn số phận thấm đầy nước mắt. Từ đấy chúng ta thấy ở đây Kiều đã cùng lộ tâm sự tiếp nối quá khứ tươi đẹp, chua chát cho thân phận và khinh ghét chính bản thân mình. Và tâm trạng ấy càng được thể rõ hiện rõ hơn khi nàng miêu tả lại các cú vui màu xanh. Chúng ta đến với 10 câu cuối cùng. Ở đây chúng ta thấy tác giả đã miêu tả lại những thú vui ấy. Nhiều lần Thúy Kiều đã phải chịu sự lả lơi của khách hàng chơi. Nó được diễn ra trong những khung cảnh đầy chất lãng mạn với những thú vui. Đòi sen gió tựa hoa kề, nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu. Hay đòi sen nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa. Những khung cảnh thì đẹp thật đấy, thế nhưng mà với nàng, nàng có thấy vui sướng không? Mặc người mưa sở mây tần, những mình nào biết có xuân là gì? Hay cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Vui là vui gượng kẻo là, ai chi âm đó mặn mà với ai? Trước những thú vui của màu xanh,
Thế Kiều chỉ tỏ thái độ thờ ơ. Và với nàng, dường như bây giờ mọi thứ xung quanh trở lên chán trường cô đơn. Để cho khách ăn chơi vui, người phụ nữ nhận nỗi buồn về mình. Mưa sở mây tần ở đây là thành ngữ chỉ quan hệ thân xác nam nữ. Trước sự việc đó, thì Kiều nào có bức xuân là gì? Nàng không quan tâm và cũng không thấy vui. Không thấy vui thú thì sự gần gũi biến thành cực hình, nó như con dao hai lưỡi, mà Thúy Kiều là nạn nhân. Mặc dù cảnh thiên nhiên rất đẹp, song nàng không thấy vui thú gì cả. Câu hỏi Du Từ: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nhằm khẳng định một quy luật cho thấy ảnh hưởng của tâm trạng với cả cảnh vật. Đó là quy luật tất yếu về mối liên hệ giữa tâm trạng với cái nhìn cảnh vật của con người. Cái vui chỉ là gượng gạo thôi. Trong Chinh Phụng Ngâm, khi miêu tả người thiếu nữ đánh đàn, tác giả cũng dùng từ gượng. Thúy Kiều và người chinh phụ đã gặp nhau ở tâm trạng chán trường trước những thú vui quen thuộc. Nàng chán trường vì không có ai tri âm. Câu hỏi đặt ra cuối đoạn để tìm người tri âm, song cũng là để khẳng định chẳng có ai cả. Ai tri âm đó mặn mà với ai? Từ ai xuất hiện hai lần, ai ở đầu câu là sự tìm kiếm, nhưng khi nó xuất hiện ở cuối câu thì là sự phủ định hoàn toàn. Từ đây, chúng ta sẽ đi vào kết luận của cuốn sách chính ở trong tác phẩm. Đầu tiên, chúng ta thấy Thúy Kiều đã rơi vào một tình cảnh trớ trêu, dễ làm cho con người đánh mất nhân phẩm. Nhưng Kiều đã ý thức được rõ nhân phẩm của mình, ý thức được rõ nỗi khổ đau, tiếc nuối cho quá khứ, thiên ghét chính bản thân và thờ ơ cho những thú vui lầu xanh. Từ đấy, chúng ta thấy nhân phẩm của Kiều vẫn sáng đẹp. Dù ở trong môi trường vẩn đục, Thúy Kiều không đánh mất nhân phẩm, và còn ý thức về bản thân, còn thiên ghét cuộc sống đổi bại, thì con người còn chưa đánh mất những điều tốt đẹp trong bản thân mình. Từ hình ảnh của Thúy Kiều, tác giả đã đưa đến một giá trị nhân đạo cao cả của tác phẩm. Đó là chú ý tới nỗi đau con người, đặc biệt là con người bị xã hội chà đạp. Thúy Kiều không chỉ thương xót chung chung, mà ông chú ý đến nỗi đau cá nhân của con người. Sau lối xưng ta đặc trưng của văn học trung đại, chúng ta chợt nghe thấy giọng ca riêng cùng nỗi thương thân của cái tôi. Thương mình là nền tảng vững chắc cho lòng tư người. Với đoạn chương này, Nguyễn Du đã kế thừa được tư tưởng tiến bộ của văn học dân gian. Hơn nữa thì đây là nỗi thương mình của con người dưới đáy xã hội, nên nó càng mới lạ và giàu tính nhân đạo. Nó cho thấy Nguyễn Du quan tâm tới mọi loại người, chứ không chỉ là những con người ở tầng lớp trên, không phải là những người ở hoàn cảnh xấu được xấu cả. Và đặc biệt, giá trị nhân đạo mới mẻ còn thể hiện ở một điểm nữa. Nó cho thấy ý thức phản kháng của con người, phản kháng của những người bị xã hội đè nén, đặc biệt là người phụ nữ. Tiếp theo, chúng ta lưu ý về mặt nghệ thuật. Trong đoạn trích này, nghệ thuật nổi bật nhất là tiếp đối và ước lệ. Tác giả đã sử dụng tối đa tiếp đối để nhấn mạnh tình cảnh và tâm trạng của Kiều, cùng rất nhiều hình ảnh tự trưng ước lệ nhằm miêu tả chân thực cuộc sống lầu xanh mà vẫn đảm bảo sự tôn trọng Thúy Kiều. Từ đây chúng ta sẽ bước sang phần cuối cùng luyện tập. Chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan. Câu thứ nhất, dòng nào sau đây không đúng với đoạn trích nỗi thương mình? A. Tình cảnh trớ trêu mà Kiều gặp phải khi rơi vào lồng xanh. B. Nỗi niềm thương thân xót phận của Kiều. C. Sự đau khổ của Kiều khi phải trao riêng cho em. Đáp án đúng là C. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu toàn bộ đoạn trích nỗi thương mình. Xin cảm ơn các thầy cô giáo và các em đã lắng nghe.